Xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay là phiên video em đang lên một phiên bán hàng. Đấy, với rất là nhiều mặt hàng. Hôm nay em sẽ đã chuẩn bị được rất là nhiều các bác nhé. Đấy thì hôm nay hàng mới về rất là nhiều. Đấy, thì các bác vào đón xem video của em và có rất là nhiều hàng đẹp để các bác có thể sưu tầm ạ. Các bác đặt hàng thì gọi điện trực tiếp với em qua số điện thoại 0394547221. Đấy, rất là nhiều hàng hôm nay về nhá, rất là đẹp luôn. Thì các bác đón xem video của em, các bác ưng mã nào loại nào thì các bác gọi điện qua giúp em nhá. Thì đây em sẽ lên luôn cái cookie, hôm nay lên video đầu luôn. Đấy, vì là mọi khi em cứ lên ở cuối cuối, mọi người cứ hỏi là có cookie không, mà trong khi đấy thì em có lên nhưng mà em hay lên cuối. Thì hôm nay em sẽ lên đầu video để các bác có thể sưu tầm cho mình Korac cookie nhá. Cái dòng cookie này thật sự bây giờ rất là nhiều bác sưu tầm. Vì là thứ nhất là ưu điểm của nó là hoa nó rất là thơm. Thứ hai là hoa nó là một dòng đơn thân, dáng hương đơn thân cookie, Korac cookie nhá. Nó là hàng lai giữa cửu bảo tiên với hoàng nhạn. Đấy, mà các bác biết rồi đấy, hoa của cửu bảo tiên với cả hoàng nhạn này nó rất là đẹp và thơm rồi. Đấy, hai giống nó lai với nhau thì nó ra là Korac cookie. Đấy, nhưng mà hoa của nó cực kỳ đẹp các bác ạ, Korac cookie nhá. Đây, em sẽ lên cái mặt hoa trước tiên đã. Đây ạ, nói chung là cái dòng cookie thì thật sự các bác không sưu tầm thì quá là phí luôn. Bông của nó cực kỳ đẹp và thơm. Đấy, nó lại vừa đẹp vừa thơm. Nó đáng để sưu tầm. Và cái dòng này thì nó cũng rất là dễ chăm thôi. Nó như các dòng đơn thân khác, nó giống như hoàng nhạn. Đây, bông của Korac cookie đây các bác này, nở tại của cái gốc bưởi này các bác ơi. Đấy, bông rất là đẹp và thơm nhá, bông to nữa. Đấy, và dòng cookie này là cookie chuẩn giống xưa các bác ạ. Chứ còn các bác mua cookie lai bây giờ rất là nhiều. Đấy, cookie lai bây giờ rất nhiều luôn. Vì bông nó sẽ rất là nhạt, có cả những bông cookie chẳng hạn như là cookie lai tam bảo sắc thì bông nó rất là xấu. Đấy, còn cookie chuẩn giống này của em là dạ hoàng nhạn với cả kỳ bảo tiên lai nhau. Đấy thì em sẽ lên các cái mã. Đây, cái mã 1 này, chậu 2 cây rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, lá to, cây to, hàng nuôi thuần. Các bác chú ý giúp em, các bác mua các bác cứ nhìn cái bộ rễ ấy ạ. Đấy, cái bộ rễ của nó ok. Đấy, bám chặt thì là hàng đã nuôi thuần lâu. Chứ còn các bác mua cái hàng mà vừa mới đặt vào chậu, nó khác hẳn với cái hàng nuôi thuần rồi các bác nhá. Đấy này là em bán có thế nào em sẽ nói thế. Đấy, cái chậu này của em thì đây, các bác nhìn cái bộ rễ của nó đây. Em nuôi rất là lâu rồi, bộ rễ dài bám cả đuôi đáy chậu luôn các bác nhá. Đấy, Korac cookie mã 1 550.000 cho chậu 2 cây. Mã 2 này cũng 550 này. Đấy. Mã 3 này. Đấy, mã 3 này đẹp chưa? Cây này lá mít, lá xếp nhá. Mã 3 550. Đấy. Cái mã 4 này thì đây, cái con này phải lá 5 sen luôn các bác ạ. Mã 4 này 2 cây 400. Đấy, bác nào lấy mã cookie nào thì chốt ủng hộ cho em nhá. Tiếp theo em lên chồn. Đuôi chồn, chồn tím thì em cũng chỉ còn có mấy chậu này là hàng hoa tím rất là đậm và đẹp và bông của nó dài nha các bác nhá. Đấy, cái dòng tím này thì lúc có đủ có hoa thì rất nhiều bác hỏi. Đấy, thì bây giờ em chỉ còn có khoảng 3 chậu nữa thôi. Đấy, thì em sẽ lên cái chậu mã 1 này là chậu này của em có tổng là 3 cây luôn các bác này. 3 cây rất là đẹp nha, hàng đuôi thuần lâu rồi, các bác nhìn bộ rễ đấy ạ. Mã 1 chồn tím đậm em chia sẻ là 320.000 cho chậu mã 1. Chậu mã 2 này. Đấy, chậu này thì cũng 3 cây nhưng 3 cây to, 330 cho chậu mã 2. Đấy. Chậu mã 3 này. Chậu mã 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 cho chậu mã 3. Đó, bác nào lấy mã nào thì ủng hộ cho em nhé, chồn tím đậm nhé. Tiếp theo em lên hỏa hoàng đỏ. Hỏa hoàng đỏ hôm nay toàn bộ là hàng mới và hàng nguyên rề các bác nhé. Nguyên rề nhiều mẹ con. Đó, hàng này thì nó siêng hoa lắm, một năm nở rất là nhiều đợt các bác ạ. Cực kỳ siêng hoa. Đây em sẽ lên cái mặt hoa, đây. Bông nở tại vườn này các bác ơi. Đấy, nó giống bông của hỏa hoàng cam. Đấy, nhưng mà hoa của nó sẽ là màu đỏ. Thì em sẽ lên cái rề mã 1 to nhất này. Rề VIP này 250.000. Đấy. Rề mã 1 VIP là 250, rề mã 2 220. Đấy. Rề mã 3 này 200.000 này. Và rề mã 4 200.000. Đấy, bác nào lấy hỏa hoàng đỏ thì ủng hộ cho em nhé. Tiếp theo em có một cái mặt hàng nữa là cái mặt hàng hoàng nhạn va am ba. Đấy, hoàng nhạn va am ba, cái hàng này thì nó cũng là cái hàng, nếu mà so với nhạn 4N thì cái nhạn am ba nó sẽ giá cao hơn. Đấy, giống của nó sẽ ít hơn và nó sẽ giá cao hơn là 4N các bác nhé. Đây, mặt hoa của cái am ba, như cái cây này mọi năm là em bán phải đến một cây này em đã chia sẻ cũng tầm 400-500 rồi. Đấy, bây giờ thì giá có thể mềm hơn thì các bác có thể sưu tầm cho mình giống nhé.
Hoàng nhạn 33 đây, cái mặt hoa của nó sẽ là hoa vàng và lưỡi màu trắng, hoa nở tại vườn đấy các bác này. Bông của nó rất là đẹp và thơm nhá, toát lên cái vẻ rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, bình thường cái bông 4N thì nó sẽ là hoa vàng lưỡi tím. Đây bông hoàng nhạn amba, hoa vàng lưỡi trắng nhá, lưỡi của nó sẽ có màu trắng. Cái chậu mã 1 này này, hai cây và cây bên này có con này. Đấy, thì em chia sẻ cái mã 1 này là 570 cho chậu mã 1 này. Chậu mã 2 này, đấy, chậu hai cây xếp rất là đẹp luôn nhá. Đấy, hàng tuyển chọn từng cây rồi, mã 2 550. Đấy, các bác lấy hoàng nhạn amba thì ủng hộ cho em nhá, tùy theo mã. Em có đây một cái cây tăm bảo sắc hoa trắng, em sẽ bảo hành hoa trọn đời cho các bác luôn nhá. Đấy, tăm bảo sắc hoa trắng nó đang đẻ một con đấy các bác này. Đây đang đẻ con đây. Em đây em tách cái chậu to ra nhá, cây như hình như này. Đấy, tăm bảo sắc trắng bông nở tại nhà rồi, bảo hành hoa cho các bác luôn đây. Tay em chụp bông tại nhà này. Và nó thơm lắm các bác ạ, chuẩn hoa luôn nhá. Em sẽ lên cái mã này là em chia sẻ cây này là 250. 250. Đấy, chia sẻ giống đến các bác. Và em có một cái con trồn trắng. Trồn trắng này thì tuyệt phẩm luôn rồi, cây to VIP nhá. Đây hôm nay em chia sẻ cái giá rẻ luôn đây, bông của trồn trắng đấy các bác này. Đẹp tuyệt vời mặt trời luôn các bác ạ. U chao ơi, nhìn cái bông trồn trắng tinh, trắng ngọc ngà luôn các bác ơi. Và có một cây to duy nhất này thôi. Em tách cái chậu to ra thì em còn một cây to này. Đấy, cây to này em chia sẻ đến các bác là 600. Thôi hôm nay chia sẻ 550 cho các bác cây to này nhá. Bình thường cái trồn cây to như này đi mua một cây tím cái giá này là cũng không có đâu. Đây mà hàng trồn chuẩn trồn trắng các bác nhá. 550 cho cây trồn trắng này ạ. Duy nhất phiên hôm nay bán giá 550. Tiếp theo em có mấy cái ngọn nhạn hoa xanh. Đây ạ, bông nở ra đây. Bông nở ra đây các bác này, hoa của nó có cái màu xanh xanh nhá. Nhìn bên ngoài nó là màu xanh vàng. Đây ạ. Thơm dã man con ngan luôn các bác ơi, đây vẫn còn nụ nhá. Đó. Bông bên này vẫn đang nụ này. Bông của nó nhìn bên ngoài nó giống như kiểu bông sơ mi ấy. Đấy, bông màu xanh 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 vàng vàng. Đấy, nó còn như là màu xanh, nhìn bên ngoài thì màu xanh. Đấy thì cái chậu này thì có hai cây. Em chia sẻ tách nhá. Đây, cái cây này thì nó là hai ngồng hoa. Cây to dài này, hai ngồng hoa này. Em chia sẻ cho các bác cái cây này với giá là 360.000 cho cây này. Là cây mã 1, cây bên này chốt cho em là cây mã 1 360 đây, cây rất là dài nhá. Phải đến đôi 4 6 8 10 hơn chục cặp lá luôn, hơn chục cặp lá cây to dài. Đấy. Cây hai ngồng hoa này bác nào lấy em chia sẻ với giá là 360 này. Và cái cây bên này thì đang có ngồng nụ, cây này em chia sẻ cho các bác với giá là 300k. Đấy, đang nụ nhá. Đấy, bác nào lấy thì ủng hộ cho em, gần như là nhạn tháng 8 luôn. Là mã 2 này 300. Em có một cái mã đai châu. Đai châu rừng cộng đai châu Thái, con này là con hồng cánh sen này. Con này em bóc cái giò hồng cánh sen to ra này. Đây bốn con trâu như này. Đấy nhá, bốn con trâu như này. Hai con này là hai con rừng thì phải. Đấy. Nói chung là em bán combo bốn con như này. Đấy, bác nào lấy em chia sẻ cho các bác với giá là 85.000 nhá. Bán giá cái giá siêu rẻ luôn. Cho bác nào lấy về ghép hộ em. Con này là con hồng cánh sen chắc chắn luôn này. Đấy, bốn con này 85.000. Bác nào lấy kèm đơn cho em nhá. Tiếp theo em có hỏa hoàng cam. Đây hỏa hoàng cam đây cả nhà ơi, hôm nay nhặt ra được vài rễ đẹp quá các bác ạ. Trời ơi nhìn quá tuyệt vời luôn. Đây em sẽ lên cái mặt hoa. Ôi nhìn cái bông hỏa hoàng cam thật sự với các bác ạ. Nó đẹp tuyệt vời luôn. Đây cả nhà ơi. Không có chỗ nào đẹp hơn nữa. Đấy bông màu rực rỡ với cái hàng này nhá, em thấy nó ra hoa liên tục luôn các bác ạ. Liên tục luôn. Đấy. Em sẽ lên theo từng rễ cho các bác sưu tầm. Đây cái rễ mã 1 này nó là hàng mít xếp rụt. À, phải gọi là mít xếp rụt nhá. Cái dề mã 1 này đẹp quá này. Đấy, các bác nào sưu tầm đi cả nhà ơi. Đấy, mít rụt nhá. Hỏa hoàng cam mít rụt dề mã 1. Đây. Em chia sẻ các bác cái dề này với giá là 220.000. 220 cho dề mã 1. Dề mã 2 siêu nhiều cây mẹ con. Dề mã 2 180. Dề mã 3 này, dề mã 3 này là to này, rất là nhiều cây này, đây ạ. Đấy. Dề mã 3 này rất nhiều cây nhá, mã 3 này em chia sẻ với giá là 250. Mã 4 này cũng một dề to 250. Đấy, đấy là hỏa hoàng cam nhá, các bác nào sưu tầm hỏa hoàng cam thì ủng hộ cho em. Tiếp theo quế trắng tháng 8. Đây, có một chậu này là xếp đẹp này, đang có ngũ lụ. Đấy, chậu quế trắng tháng 8 này hàng rừng này em nuôi thuần. Đấy, thuần lâu rồi. Em chia sẻ chậu này 650 nhá. Để bác nào lấy em để giá 650. Tiếp theo dáng hương mặt trời đỏ.
Giáng hương mặt trời đỏ thì cái dòng này thì hoa của nó sẽ, nó là dòng giáng hương, bông của nó rất là thơm đẹp. Đấy, chậu mã 1 này, giáng hương mặt trời đỏ này, xiêng hoa 1 năm nở nhiều đợt, 350 cho chậu mã 1 này. Đấy, chậu mã 2 là chậu 1 cây xếp đẹp này, chậu này là 220.000, 220 cho chậu mã 2. Và chậu mã 3 là một chậu 2 cây rất là to, chậu này thì em chia sẻ với giá là 400k nhá, 400k. Đấy, bác nào lấy giáng hương mặt trời đỏ thì ủng hộ cho em. Sóc hôm nay thì em cũng thanh lý với giá là 200k cho một chậu, có hai chậu. Để bác nào lấy thì em để giá là, bác nào lấy cả hai chậu em chia sẻ với giá là 350 luôn, bác nào lấy lẻ một chậu thì 200k. Là hết cái đuôi sóc rừng thuần. Đây em có một giò trầm tím này, tím lím tím luôn các bác nhá. Đây, quay không được rõ. Đây các bác nhá, đấy giò trầm tím này bác nào lấy em để giá là 350, 350.000. Đó, đây là trầm tím. Đây, có một cái giò trâu như lưỡi bệt VIP. Hai cái trò trâu như lưỡi bệt VIP này bác nào lấy em chia sẻ với giá là 800 này. To đùng đổ đoàn luôn, trâu như VIP nhá. Trâu như lưỡi bệt VIP. Đó. Thì thời lượng video của em này là kết thúc ạ. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và gặp lại các bác nhé.